gia chủ kẹt tiền bán gấp biến đất anh chị ơi. Đường này là đường xe ô tô, xe tải mình lưu thông luôn nha anh chị. Mình đi thẳng đường này nè anh chị, à, khoảng là 700 mét đổ lại là sẽ đụng tới quốc lộ 50 rồi, rất là gần nha. Còn đây về chợ nè, trường học, ủy ban, trạm y tế là 1 km là tới chị ha. Miếng đất mình đó thì cũng vừa phải thôi, dành cho những cô chú anh chị để mới ra riêng nè, đó, các cái nhà về ở an cư lập nghiệp nha. Với ngang là 8 mét anh chị, thì sâu đó là 53 mét nha. Hiện tại đã có sổ hồng riêng rồi, mình thương lượng được cái mình ra công chứng trong ngày luôn nha anh chị. Đặc biệt á thì chủ bao cho mình là lên thổ cư là 100 mét vuông anh chị ha. À, nên về đây mình cất nhà, mình ở rất là yên tâm, mình có thổ cư là 100 mét vuông nha, không cần mình lên thổ cư nữa nha anh chị. Cái hướng đất mình đây là hướng đông nha anh chị. Địa chỉ cái miếng đất nền của mình á là ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Lên tổng diện tích đất của mình á là 416 mét vuông nha anh chị. Cái đường này đường đá xanh là hiện tại là khoảng là 3,5 mét nha. À, tiêu tính lề luôn khoảng là 4 mét anh chị. Đường này á, thì có hỏi ở đây á, đường này lên nhựa anh chị ha. Ở khu ở Gò Công Tây với Chợ Gạo là lên nhựa không anh chị, ít là làm đa anh chị ha. Từ cái miếng đất mình á đi về thành phố Mỹ Tho anh chị là 24 km nha anh chị. Còn cách ở thành phố Hồ Chí Minh nếu tính từ bến xe miền Tây á là 63 km nha. Nếu mình đi ở qua cầu Mỹ Lợi á, quốc lộ 50 anh chị thì gần hơn nha, qua đây là tới rồi. Còn nếu mình đi đường cao tốc hay là quốc lộ 1A thì quẹo về hướng Gò Công Tây thì xa hơn nha anh chị. Nó có hai hướng cho anh chị đi ha. Còn cái hướng ngược lại thì mình liên thông ra quốc lộ 50 cũng được, nhưng mà xa hơn là 1 cây rưỡi số nha. Ở đây thì mình đi về khu công nghiệp anh chị. Về đây mình xây nhà ở á, mình đi làm á thì mình chạy xe khoảng là 15 phút là tới chị ha. À, anh chị học trước màn hình mình đó là phải 100 mét á, thì có ngã ba anh chị. Đó. Mình tẻ về hướng Gò Chợ Gạo, còn hướng về Gò Công Tây anh chị ha. Bên tay phải mình ở đây thì có một cái view. À, view kinh. À, rất là mát, rất là thông thoáng luôn chị ha. Để quay cho anh chị xem. À, ở đây thì có lộ giới của kinh và đường đá xanh. Nhưng mà ở đây là chuối dừa nè, chủ trồng là hưởng quyền lợi luôn chị ha. Cái kinh này cũng nhỏ thôi chị, khoảng là 6 mét anh chị ha. Cái kinh này là nước ra vô liên tục luôn, nên cá rất là nhiều. Ở về đây mình xây nhà ở anh chị. Ở đây thì có view kinh, mình có thể buổi chiều mát mẻ, mình ra đây câu cá giải trí cuối tuần. À, cũng rất là tuyệt vời anh chị ha. Cũng rất là mát mẻ nè chị. Đó anh chị, hôm trước màn hình có cái dến nè. Đó. Đây chỗ đặt thì cá vô đây là mình dở lên thôi anh chị ơi. Đó. Cá rất là nhiều, tại nước ra vô cá rất là nhiều nha chị ha. Còn đất của mình á thì nằm đây là nằm đất liền, thấp hơn cái đường đá xanh chút xíu thôi chứ không có thấp nhiều anh chị ha. Cái đoạn đứng đây á thì đất chủ gửi đây á, thì nhà á, thì vắng do là đất ở đây á chị, thì đất rộng anh chị ha. Mình lại cái ngã ba quẹo trái là có nhà anh chị ha. Còn xung quanh đây á thì em thấy vườn trang trái là nhiều. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha anh chị. Ở đây là mình xài nước ngọt quanh năm nha, xài nước máy chị ha. À, không có mặn cũng không có nhiễm phèn luôn, nên cô chú anh chị cũng rất là yên tâm ha. Hiện tại thì đã có ranh giới sổ sẵn rồi anh chị. Đó, mình có thể mình thương lượng mình ra công chứng trong ngày luôn nha. Nhiều lúc anh chị ở xa hay là công việc bận rộn đó, đỡ mất thời gian anh chị và cô chú ha. Đây cái trụ bên tay trái nè chị. Đó. Thẳng vô bên trong là 53 mét anh chị ha. À, 53 mét thì em thấy chiều dài có anh chị. À, phía sau mình có đào một ao nho nhỏ mình nuôi cá ha, rồi mình làm cái vùng trồng rau sạch để dùng cho bên đình nè. À, thì anh chị thấy đã 8 mét thì xây cái nhà rất là rộng rồi ở miền quê anh chị ha. Đây qua bên tay phải mà đây chị ha, hiện tại có trụ canh hết rồi chị. À, chưa kéo lưới nha, về mình tốn tiền mình kéo lưới thôi. Ở đây thì mình cũng không có tốn tiền bơm cát nhiều chị, thì em thấy thì thấp hơn cái đường đá xanh chút xíu thôi. À, đó, mình về mình cuốn nền, bỏ ít tiền mình cuốn nền hả chị ha, rồi mình xây nhà ở phía sau á, thì mình để vậy luôn đó, để mình trồng thêm một số cây trái ưa thích vô như là mít hay là bưởi hay là một số cây trái khác ha. Dùng đất đây trồng cũng rất là phù hợp, rất nhiều loại cây trái chị, nên mình cũng rất là yên tâm nha.
xa xa anh chị không đó, có mấy cái mồ đó thì cách đất mình rất là xa anh chị, đây qua đó khoảng là 50 mét đó chị ha, rất là xa nha đó, anh chị thấy không phải gần nha anh chị, rất là xa, nó không có sao anh chị. Trong đất mình á và xung quanh thì không có màu mã đó, xung quanh cũng không có luôn chị ha, đó 50 mét thì xa rồi không nói chị ha, nên mà về đây cất nhà ở cũng rất là yên tâm đó. Đây mình chạy một đoạn là ra tới quốc lộ 50 rồi, 700 mét thôi, rất là gần ha. Chị, đất mình rất là đẹp, bằng thẳng chị thấy không, rất là đẹp nha. Phía sau đó là một cái vườn dừa đó. Lúc trước đây thì có trồng dừa đây mà đốn rồi đó, để làm mặt bằng để mình xây nhà ở, chủ cũng định cất nhà để ở nhưng mà do cái gom tiền không đủ anh chị ha, thì giờ làm ăn cũng hơi khó khăn đó, kẹt tiền nên có ký gửi mình em bán gấp cái miếng đất này nha anh chị. Sở hữu một miếng đất nằm ở đường đá xanh, xe ô tô xe tải đó, rất là tiện luôn, sổ sẵn luôn chị, công chứng trong ngày chị ha. Đây có một cái ao nho nhỏ đây chị ha đó, cũng cần queo à đó. Đó, rau muống cái cỏ rất là âm tầm đó. Em sẽ ra cái ganh cuối cùng luôn ha, để em chỉ ganh giới cho quý hàng mà nắm gõ luôn ha. Đây sau thì dừa cao có 3 tấc đến nửa mét là cho trái anh chị nha. Đây chị không đó, chủ thì giờ cũng ở xa chứ phải gần đây nên không có bón phân chăm sóc nên trái cũng thưa thớt thôi, không có nhiều. Cái gì cũng vậy anh chị, thì mình phải chăm sóc nè, bón phân đồ nó cây trái nó mới tốt ha. Đó, mình cũng vậy anh chị ơi. Đó, mình phải chăm sóc bản thân mình, sức khỏe nè, đó mình có sức khỏe mình làm ra tiền anh chị ơi. Để có tiền mình lua sống gia đình, nha, cuộc sống anh chị ha. Đó, có ranh giới chị, chủ đã làm trụ ganh hết rồi, rồi có trụ khoảng là 2,5 mét, có trụ bê tông rồi. Em về mình kéo lưới thôi. Đó, đây dừa. Đây, dừa thấp ngỗng rồi chị ha. Đó, này bón phân cho nó phát rất là nhiều anh chị ha. Đó, trái anh chị quần cây luôn nè. Về mình kéo gào không có nhiều tiền anh chị. Thì bên em cũng có là làm bên như là xây dựng nhà ở nè, hàng gào nè chị ha. Đó. Nên mình có liên lệ hai em thì em có lấy giá hợp lý cho mình ha. Đây anh chị, ranh giới cuối cùng của mình chị ha, có trụ bên tay phải anh chị ha. Qua bên đây. Đầu đuôi bằng nhau chị. 8 mét chị ha, dài 53, có 100 mét vuông thổ cư nha. Rồi để em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nằm ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.